Xin mến chào tất cả các anh chị các bạn đã quay trở lại với cây thuốc vùng cao. Rất nhiều bác hỏi Quân là cây nào tốt cho gan. Bởi vì nhiều bác hiện nay do nhiều nguyên nhân mà hiện đang mắc phải những chứng bệnh liên quan đến gan, như là nóng gan này, men gan tăng cao này, viêm gan này, xơ gan này. Hôm nay Quân sẽ làm một video chia sẻ cho các anh chị và các bạn hai loại cây rất tốt cho lá gan của chúng ta. Cái cây đầu tiên là cây này đấy ạ. Cây này chắc là nhiều bác đã biết đến tên và công dụng của nó. Cây này có tên là cây an xoa. Đấy, cây an xoa. Toàn thân cây này rất là nhiều lông nhé các bác nhé. Rất nhiều lông. Đây này, phần thân ngọn này. Đấy. Rất nhiều lông. Đấy, các bác nhìn này. Cạo ra một lớp lông này. Lá đây ạ. Lá đây. Bản lá khá là to. Đấy. Phần ngọn đây có hoa đấy ạ. Đấy. Và quả của cây an xoa đây, quả của nó rất là nhiều lông. Đấy. Cây này là một cây rất tốt cho gan. Nhưng các bác hãy chờ, lát nữa Quân sẽ chia sẻ cho bác một cây nữa cũng rất là tốt cho gan. Đấy. Cây này đã tốt rồi, mà các bác tìm được cây thứ hai nữa thì thực sự là cái bài thuốc tẩy gan rất là tốt. Đây ạ, cây an xoa đây các bác nhé, hình ảnh đây. Đấy. Có cả hoa này, hoa màu tím các bác này. Đấy, hoa này, lá này. Đấy. Và quả đây ạ, quả to này. Đấy. Và toàn cây đây ạ, toàn cây đây. Đấy. Rất là nhiều quả. Cây này thì được mệnh danh là hung thần cho gan. Những bác nào đang bị vấn đề về gan như nóng gan này, viêm gan, xơ gan, có thể sử dụng cây này để sắc nước uống, dùng độc vị khoảng 30g, hoặc là kết hợp với các vị thuốc khác như là cà gai leo này, diệp hạ châu này, nhân trần này. Nói chung là những vị lương y người ta có những bài thuốc về gan ấy, thì người ta rất thường hay sử dụng cây an xoa này. Đấy, có những vị là dùng độc mình cây này, người ta nấu thành cao để cho bệnh nhân uống. Cái cây này rất là tốt rồi, nhưng video ngày hôm nay Quân sẽ chia sẻ cho các bác một cây nữa. Theo kinh nghiệm vùng cao, người Dao người ta rất thích sử dụng để chữa bệnh về gan. Đây, Quân đã đi hái được một cây đấy ạ. Đây các bạn này. Đấy. Các bạn nhìn này. Tôi sẽ quay cận cảnh lại cây này cho bác xem nhé. Các bác nếu đi rừng các bác tìm được ấy thì Quân khuyên các bác có thể lấy về để trồng. Đấy, để làm thuốc các bác nhé. Đấy các bạn này. Quân đã đi hái được một cành cây này. Cây này thì nó mọc hoang ở trên rừng. Còn cây an xoa này thì phải trồng các bác nhé. Các bác nhìn cái cây này giống cây an xoa ạ. Rất là giống đúng không ạ? Cây này người Dao người ta gọi là cây cứt rúi. Đấy, lầu gai đẻ. Dịch ra là cây cứt chuột hoặc là cây cứt rúi. Lầu nghĩa là con rúi ạ, con chuột con rúi đấy ạ. Gai đẻ có nghĩa là cây cứt rúi, lầu gai đẻ. Đấy, các bác nhìn cái quả này, đấy, cái quả. Đấy. Quả nhỏ đây. Ở kẽ lá là nó sẽ có hoa. Có hoa. Quân sẽ quay cận cảnh hoa cho bác xem. Hoa thì nó cũng màu tím các bạn. Cũng màu tím. Quân đang tìm xem còn cái hoa nào không. Màu tím giống như là cây an xoa. Đấy. Đâu ạ? Đang cố gắng tìm một cái hoa để cho các bác xem. Cận cảnh. À đây các bác. Đây. Hoa đây. Cũng màu tím đấy ạ. Đấy, các bác nhìn chưa? Hoa màu tím. Bây giờ con sẽ đặt cạnh là cái cây an xoa. Đấy. Hoa của cây cứt rúi thì là ở bên tay phải này các bác này. Đấy. Rất là nhỏ, cũng màu tím. Còn cây an xoa đây, hoa cũng màu tím đấy ạ. Đấy. Bên tay trái.
lá của cây cứt dúi thì là rất là bé. Đấy. Còn lá của cây ăn xoa đấy ạ, nó to như này. Đấy. Thì kinh nghiệm vùng cao người ta sử dụng là sử dụng cây lá nhỏ này. Cũng có người gọi là cây ăn xoa lá nhỏ. Đấy. Còn người Dao ấy, người ta gọi cây này là cây cứt dúi thì người ta sử dụng cây này nhiều hơn. Và cách sử dụng thì cũng tương tự như là cây ăn xoa, là có thể sử dụng ở dạng thuốc sắc, là mỗi ngày khoảng 30g ở dạng thuốc sắc. Đấy. Dùng độc vị cây này hoặc là kết hợp với nhiều những vị thuốc khác. Đấy. Như ở trên vùng cao người ta có thể kết hợp với vỏ của cây núng nác này. Đấy. Cây diệp hạ châu này, cây nhân trần này, vân vân trong cái bài thuốc gan. Còn dùng độc vị cây này thì cũng có người sử dụng độc vị cây này. Đấy. Ngoài ra cây này còn là một cái vị thuốc tắm trong trường hợp bị mẩn ngứa này, mụn nhọt này, dị ứng nổi mề đay, cây này cũng là một cái cây thuốc tắm. Đấy. Sắc nước đặc để nấu nước, để tắm, ngâm tắm, tác dụng rất tốt trong trường hợp bị mẩn ngứa, dị ứng nổi mề đay, phát ban. Đấy. Đấy, cây này đấy các bác này, một bãi trồng cây an xoa, một trong những cây rất nổi tiếng để chữa bệnh về gan. Và đây là một cái cây theo kinh nghiệm của người Dao. Đấy. Nên là nhiều bác hỏi Quân cái cây nào là cây tốt cho gan, thì theo quan điểm của Quân ấy, thì tùy vào từng trường hợp và tùy vào kinh nghiệm của từng vị lương y mà người ta có thể sử dụng cây an xoa này hoặc cái cây cứt chuột này, cứt dúi này. Đấy. Không có cái cây nào gọi là cây tốt hơn, tùy kinh nghiệm từng người. Có người thì thích sử dụng an xoa, có người lại thích sử dụng loại cây này. Đấy. Nói là cây nào tốt hơn thì chưa có một cái gì để phân định được cả. Còn theo kinh nghiệm của Quân, cá nhân Quân ấy, thì Quân vẫn ưu tiên sử dụng những cây của đồng bào người Dao ở vùng cao. Đấy. Bác nào đang gặp những vấn đề về gan, ví dụ như là viêm gan, xơ gan, xơ gan cổ trướng, đấy, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Quân. Quân sẽ tư vấn cho các bác nên sử dụng bài thuốc nào trong từng trường hợp. Một video ngắn chia sẻ cho các bác hình ảnh về cây an xoa và cái cây của người Dao rất tốt cho gan, người ta gọi là cây cứt dúi ạ. Các bác xem video thấy hữu ích thì hãy cho một like này, hãy chia sẻ video này cho nhiều người cũng biết các bác nhé. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên cây thuốc vùng cao.